Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền cũng không hề đơn giản, nên con sen thay vì để tôi ở nhà ăn no rồi ỉa, thì nó lại bắt tôi đi làm. Mà với một con chó không bằng cấp như tôi thì biết làm gì bây giờ. Mọi người đừng lo, tôi đã tìm ra cách để khỏi phải đi làm. Con sen đâu? Ra nhận hàng này.